Kia. Movement that inspires. Hôm nay là ngày các chiến binh thép hỏa phát rời lò cao ra cảng. Vâng, thưa thượng quan. Các chiến binh có nhớ phẩm chất của mình không? Dạ. Thứ nhất, xuất thân từ quặng, sạch không tạp chất. Thứ hai, xuất thân từ quặng, chắc bền vô song. Thứ ba, đi khắp muôn nơi xây nhà bền chắc. Tốt lắm, hãy cùng nhau vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế hàng đầu của thép hỏa phát. Thép từ quặng.